hai chiếc vỏ lãi đang có gian, quá gian một đoạn này, chiếc xà lan này các bạn. Các bạn thấy đang kéo hai em vỏ lãi không? Đây là một đoạn ở Tiến Kinh Cái Sắn nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay mời các bạn cùng mình trải nghiệm và tham quan một số cảnh ở Kinh Cái Sắn, đi qua địa phận của huyện Vĩnh Thạnh nha các bạn. Nào, xin mời các bạn. Dưới nước là di chuyển qua lại là đoạn kinh huyết mạch dẫn từ nối liền giữa Kiên Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nha các bạn. Cái đoạn kinh này rất là thuận lợi cho việc giao thông vì luồng rộng nha các bạn. Bên cạnh đó là hai tuyến đường hai bên là đường bộ, bên phải các bạn nhìn theo hướng ghe chạy đó, ở bên tay phải cái lộ bên kia là quốc lộ 80 nối liền An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ nha các bạn. Đây là phương tiện chở xi măng nha các bạn, phục vụ cho các công trình lớn như là cầu hoặc là các công trình thủy lợi nha các bạn. Vấn đề vận chuyển cái số lượng lớn xi măng đã trộn sẵn này kia thì rất là thuận lợi nha. Kênh Cái Sắn là một kênh đào chạy dài từ sông Hậu đến vùng biển Vịnh Thái Lan. Kênh này dài khoảng 58 km các bạn. Nó đi qua tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và địa phận của tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Kênh Cái Sắn là tuyến đường trọng yếu trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa của tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.